TH True Formula, dinh dưỡng vàng cho trẻ phát triển toàn diện. À thế à? Thôi xin lỗi, em đâu có biết. Lúc đấy anh bảo tránh nghiệm thế này, tránh nghiệm theo đấy. Bọn mình đẹp quá. Răng em có nghiệm gì? Không sao đâu, nhìn như là chưa cạo vôi răng vậy đó. Xin mọi người cho chị thời gian. Nếu như chị có cơ hội được tham gia mùa 2, nhất định là chị sẽ bớt níu lo xuống ạ. Đâu, tôi thấy níu lo thì đáng yêu mà. Chứ ba đáng yêu mà tại sao lại bớt? Này vui đó, thà mình dơ xong rồi mà trong bụng mình vui. Lê lên. Nhưng mà thà mình sạch mà trong bụng mình không vui. Đúng không? Nên tôi thấy là phải như vậy thôi. Thua thì cũng thôi, thì tôi không quan trọng thắng thua. Mà tôi chơi dở thiệt. Có điều gì nhận xét về đồng đội Bích Phương không ạ? Đồng đội Su Bà Đẻn. Su đồng đội dở. Đồng đội như con khỉ vậy đó. Phương ơi, Phương ơi, sao nãy em thở như con trâu vậy Phương? Đi lúc đấy em thở chánh niệm thì nó phải hơi thở nào ra hơi thở đấy. À, cứ là em tập yoga thiền đúng không? Đúng, mình phải hơi thở nào ra hơi thở đấy, nó làm mà anh mất tập trung mà hay đúng nào. Đúng rồi, em thở là cái nó lạnh cái gái của anh quá. À thế à? Thôi xin lỗi, em đâu có biết. Lúc đấy anh bảo chánh niệm thế này, chánh niệm theo đấy. Bọn mình đẹp quá. Răng em có nghiệm gì? Không sao đâu, nhìn như là chưa cạo vôi răng vậy đó. Ôi, nó kết lại những giọt mồ hôi của em quyện vào những hạt bột mì thành những cục. Nghiệm ha, đi chơi xong rồi đầu đập, xong rồi giờ tưng tưng, rồi mặt mày thì bày hay. Đúng, hôm nay có vui mà. Vui đúng không em? Hôm nay là một ngày rất vui luôn. Vui đó, hôm nay vui đó. Mà lý ra là không vui thế thôi, bọn mình tự điên với nhau. Đúng rồi. Đúng là một ngày cuối cùng thật là nhiều màu sắc. Ngày cuối ghi hình rồi, mình có cảm xúc gì không ạ? Có cảm xúc là sẽ muốn được có mùa 2. Và sẽ cố gắng từ giờ đến tối. Nếu như mà còn game nào là chúng tôi sẽ chơi hết, mình chơi vui hết cơ. Đúng rồi. Cho những game cuối của ngày hôm nay. Đứng đâu có còn cơ hội đâu. Nên chúng tôi sẽ lăn xả, chúng tôi sẽ tương những đầu và những răng giả và những tóc giả rơi xuống đất. Mình đi vô đi mưa, cái trời đánh cái hai đứa là xui luôn đó, cái trời đánh. Anh về. Mặt thì tôi nghĩ vậy ha. Mặt anh sao á? Mặt anh này là mặt sao? Ok, tôi lo lại thèm rồi. Như con chó bóc đồ. Đồ nó có gì á? Mặt này là mặt người dám. Mặt này là mặt người dám. Chặn quấy rồi, chị Phương đỡ nhão chưa ạ? Chị là chị bị bệnh níu lo mãn tính. Chị sẽ cố gắng sửa chữa, chị biết là nó hơi ồn. Nhưng mà xin mọi người cho chị thời gian. Nếu như chị có cơ hội được tham gia mùa 2, nhất định là chị sẽ bớt níu lo xuống ạ. Đâu, tôi thấy níu lo thì đáng yêu mà. Chứ ba đáng yêu mà tại sao lại bớt? Hỏi thế gian tình là chi? Thế gian có tập thể dục không đi? Có, em tập mà. Có à, thành em yếu đuối quá. Ủa, gì vậy? Tại anh quá. Yếu cái gì, người ta mới chiến thắng mình đã yếu. Ê, quê. Rồi qua chơi cái kia thì hả, cho trúng ngay cái mép tay thôi à. Mà khóc hụ. Em là em làm cho fan của em qua tấn công tôi đó. Bây giờ một là chương trình cắt cái phim đó, hai là em đang giả bộ dùng kỹ thuật biểu diễn để em khóc để cho fan em tấn công tôi.
là bữa Thiên Ngân cũng làm một lần rồi. Thiên Ngân nói anh ơi chân mạnh em đi, chân mạnh em đi, chân mạnh em đi, em thích anh mạnh lắm, chơi em mạnh lắm, đi. Cái chân mạnh xong rồi cái hả fan tấn công tôi. Bây giờ em là chơi cái chiêu cũ đúng không? Có, em thì em không có khóc, nhưng mà tự nhiên nó đau quá, xong nó văng, nó kiểu thấy tóa đông đó luôn á, xong rồi nó bị sốc, xong rồi nước mắt nó tự chảy á. À, nước mắt tự chảy. Ghê thiệt. Vậy em bị liên tiếng lệ, vậy em bị liên tiếng lệ. Gì vậy? Lời tiếng liệm lơn tiếng lệ không đều tiếng đường nước mắt. À đúng rồi. Ok. Xong rồi qua bên đây hắt bột vô mắt người ta nữa. Ừ, mà em xin tuyên bố là em với anh Lâm không đội trừ chung. Cái này fan em phải đồng đúng không? Đúng. Trời ơi, quá trời. Fan em nhiều không? Không thể nào mà nhiều bằng anh được. Trời ơi, vậy tôi sẽ kéo qua tấn công em. Nhưng mà anh là người có lỗi mà sao anh tấn công người đúng ta? Tôi là chơi thủ đầu, tôi thủ đầu. Bên cạnh đó tôi còn kêu fan Quýt Phương nữa. Thôi, anh tự xử lý một mình đi, fan này em sẽ gỡ gầu giúp em. Quá trời gầu rồi, tới nhưng mà quá luôn. Bụi em ơi, em bay gào qua đây em ơi. Bây giờ nè, rất là nhiều nhãn hàng dầu gội đang chờ đợi chúng ta. Thì bây giờ tưởng tượng đầu chúng ta đang bị gào đi. Thì bây giờ mình sẽ quay một cái TVC để mà nhãn hàng vô và mời chào nhãn hàng. Rồi bây giờ tôi trước nha. Ok. Ôi, thời tiết ở Sapa này thật là lạnh, làm gào của ta chảy cục. À, nhớ gào mà chảy cục, gào phải đóng chứ sao mà chảy được. Lại đi, tôi đã mấy kiếm tôi. Lại đi, xin lỗi. Nha, một mút nha. Thời tiết ở Sapa dạo này lạnh quá, làm da đầu của mình chảy cũng như là gào ê hề. À, ngứa quá. Trời ơi, gầu của anh sao nó to vậy? Đúng rồi, vậy bây giờ làm sao đây ta? À, thấy rồi. Ô, đã sạch gạo. Keo dính chuột. Nó có vui chưa? Chết rồi. Thấy chưa, không phải mình tôi đâu. Bé Lily khách mời em hỏi tôi thôi nữa chí mạng chưa. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy. Không còn tâm trạng gì quay cả. Rồi, sẵn sàng chưa? Ok. Em bắt đầu bụng đúng hai chân rồi. Nắm tay nha. Chơi không giận không hờn nha. Em chơi mạnh lắm á. Nhớ là không được vượt qua hai cái làn trắng đá bên hai bên nha. Đúng. Sẵn sàng chưa? Thôi hổng có anh sợ nha. 1, 2, 3. Cho hai người này về quê ở đi. Thiên Ngân!
cứu gia, cứu gia, cứu đi. Sao lại chạy ra đây kiếm hả anh? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Sao lại chạy ra đây kiếm hả anh? Trời ơi, sao lại chạy ra đây kiếm hả anh? Trời ơi, sao lại chạy ra đây kiếm hả anh? Trời ơi, sao lại chạy ra đây kiếm hả anh? Trời ơi, sao lại chạy ra đây kiếm hả anh? Trời ơi, sao lại chạy ra đây kiếm hả anh? Trời ơi, sao lại chạy ra đây kiếm hả anh? Trời ơi, sao lại chạy ra đây kiếm hả anh? Nào, bây giờ phải làm sao? Em làm cái kia, cái kia. Anh Giang kìa. Cái kia. Đấy. Anh Giang kìa. Anh Giang kìa. Giang kìa. Oh my god, em xin lỗi, em xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Sao? Trời ơi, xuyễn miệng luôn. Sao? Em cái đầu đó, cái đầu đây. Đấy, lắp vô, lão em đây, lắp vô. Trời ơi, hết hồn luôn đó. Chị cảm ơn em. Em thương chị. Tha cho chị một mạng. Thôi, tới đợi anh em. Tới mình, tới mình. Chạy nhanh chưa? Hay quá đi kìa. Hay quá đi kìa. Chạy, đó là chuyện vui chưa mà. Đó là chuyện vui chưa mà. Anh ơi. Vô tường cái này, vô tường cái này. Vô tường. Vô tường. Cái tù đi anh Giang. Cái người đó đó, băng quanh đó đó. Lê. Nhìn ghê quá. Nhìn rồi. Bên kia đi anh, bên kia đi. Tăng. Trời ơi. Tăng. Trời ơi. Trả thù đi anh ơi. Mà em nghĩ nên thiệt. Chuyện giả dạ, trời ơi cái gì vậy? Chúng tôi đâu có liên quan gì. Rồi cái này là dính chân rồi anh Giang, anh chỉ cần chọn một người thôi. Cỡ nào cũng dính. Thôi thôi anh Giang cứ chọn đi theo, xuống xây vòng. Rồi dính hai đội luôn. Không rồi, Hồng ơi. Ra quả cầu đã xuyên qua kẽ chân của bọn chúng tôi. Hey. Tôi đi. Chạy trước được không? Một mạng rồi nha. Tôi quay tiếp. Quay mà chứ sướng gì. Đúng rồi. Mẹ già như chuối trong một ngày. Quăng lên giùm em. Bán có sao không sao? Nếu đêm em nói chuyện một mình thì có nghĩa là ok. Là ok hả? Giờ là cứ cười thôi nha. Đúng rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đủ chưa? Dạ rồi. Nha. Thôi chạy trước đi, chạy trước đi. Chạy. Rồi, ai dắt? Ai dắt đúng rồi. À,
bài loser. Isaac một bạn rồi. Nhường thôi, tại vì nãy giờ chưa biết cảm giác thua là gì. Trời ơi, giữ thần chưa? Đừng có chặn ở đây. Được nha, bắt lại chưa? Được rồi. Thấy này chưa? Rồi. Sao Lily cầm cái chai chai vậy? Em bị liệu. Tôi không ngờ con cháu tôi lại dở thói con đồ như vậy. Chưa quay chúng sợ chạy chí mạng luôn cuối cùng sao á lại cho bọn em xin một cơ hội đi. Từ từ anh lỡ mình tới mình bắt Lan ơi tổng kết là bên em bị còn một mạng, bên anh còn một mạng, bên này còn hai mạng, bên đây còn một mạng. Giờ phải lấy giết đội lòng. Chạy cho Phương, trên hữu trang nè. Chạy đi em. Chạy đi em. Xin lỗi, Anh ơi! Chạy nè! Giá xảo nè! Chạy nè! Giá xảo
Giang xảo rồi. Chơi á thì để đồng đội bị chọi vô đầu, chạy thì bỏ đồng đội. Bây giờ ai bị loài là loài luôn nè. Cô voi tánh linh nè. Trời trời xong luôn. Hồi nãy tôi cậu nam nữ là quỳ liền. Quỳ liền. Quỳ ngay lập tức. Đâu? Mà tại sao mọi người lại chơi vậy? Thà chết ông quỳ dưới những tên địch như này. Được. Ê, yên tâm. Sống vinh quang ơi. Đúng rồi. Chạy đi, tụi em chạy đi, chạy đi. Ủa gì kìa vậy? Tụi anh phải trả giá. Anh sao anh Giang? Cái gì vậy? Hai thầy của chủ nha. Xin mà xoay, xin mà xoay. Một, hai. Đừng có khiêu anh. Về đi em. Tại sao vậy? Anh ơi, sao? Quỳ xuống. Đang quỳ. Phải không? Hay là rất công giả. Rất công giả. Trời ơi. Trời ơi. Đứng lại. Đứng lại. Đi vô. Anh thương em. Tóc dài em rớt rồi. Cho em về đi. Em phải tháo tóc giả ra cho em về. Tóc dài em rớt rồi. Anh về đồng đội đi. Anh ơi, tha cho thằng bé. Tha cho em. Anh Ly nè, Ly nè. Ly nè. Đứng đi. Anh ơi. Trời ơi. Leo. Chán quá. Này chắc là chết hả đứa mình. Tôi chúng mình đi vào chúng mình đi. Tôi chúng mình đi vào chúng mình đi. Chạy. Đi. Cậu đi lại rồi. Bây giờ là trận chung kết. Hai đội sẽ đứng từ xa và chạy tới lấy quả còn. Đội nào lấy được trước thì sẽ có quyền ném còn. Ba, hai, vòng vô. Lấy. Rồi chết, làm rồi.
Rồi chết Lâm rồi. Anh Lâm rồi. Anh Lâm rồi. Nhét vô hậu đi. Nhét vô hậu đi. Nhét vô hậu đi. Nhét vô hậu đi. Không phải phải cho hết ra. Anh thả đồ nào ta. Không anh thả đồ ra. Anh thả đồ ra. Anh thả đồ ra. Anh đừng bụng cho em. Vậy anh đừng bụng đi. Anh ngồi đi. Ngửa bụng đây. Đây một tay. Đây một tay. Rồi. Làm lại. Làm 5 giây bắt lấy. Rồi, giây bắt lé rồi. Cho chạy về đi. Cho chạy đó. 1, 2, chạy đi. Chạy đi. Chạy. Chạy đi. Từ từ anh nha. Em ơi. Hay quá. Hay quá. Xin chúc mừng đội Thúy Ngân và Eric đã giành chiến thắng và nhận được 1 điểm rực rỡ. Yeah. Yeah.